âm mưu thao túng dưới vỏ bọc tự do tôn giáo, đòn hiểm của đảng đánh vào dân tộc. Biến cố Đông Âu bắt đầu vào năm 1989 khi anh cả Liên Xô sụp đổ, kéo theo thế dựa lưng của Đảng Cộng sản Việt Nam chống toác. Đảng Cộng sản Việt Nam không tự tin để đứng một mình nên phải tìm người đỡ đầu mới, không ai khác, đó chính là anh hai Trung Quốc. Ở thời điểm Đông Âu sụp đổ, Trung Quốc thì Việt Nam vẫn còn thù địch, chiến tranh biên giới phía Bắc vẫn còn âm ỉ đến tận năm 1989. Với các mặt trận như Lão Sơn, Vị Xuyên, việc xuống nước nhận giặc làm cha buộc đảng của Việt Nam phải nhượng bộ, từ đó mới có hội nghị thành đô vào năm 1990 đưa Việt Nam phụ thuộc hơn vào Trung Quốc để mà cứu lấy đảng. Đảng Cộng sản thành công khi bắt Phật giáo Thần Thánh Hóa, Thứ Chủ Nghĩa, Hoàng Tưởng mà mang về nguồn tin riêng cho biết ngoài những ký kết bất lợi cho đất nước thì đảng cộng sản trung quốc cũng hướng dẫn cho đảng cộng sản việt nam cách giữ vững đảng trước sự thất bại hoàn toàn của liên xô và khối đông âu trung quốc bày rằng các ông cần dựng lên tư tưởng hồ chí minh bằng cách cóp nhật những phát biểu của hồ chí minh rồi cho tuyên giáo thổi lên thành tư tưởng để thay thế cho lý luận chủ nghĩa xã hội đã bị mất niềm tin và người dân cả nước chẳng ai còn thiết nữa đó là lý do cái gọi là tư tưởng hồ chí minh đã ra đời như vậy hiện nay đảng cộng sản việt nam đang bám vào hai cái neo để mà giữ chế độ thứ nhất là sự ủng hộ của đảng cộng sản trung quốc thứ nhì là tư tưởng hồ chí minh cho nên dù việt nam có nâng cấp quan hệ với mỹ thế nào thì cũng phải khai báo với bắc kinh và luôn đặt bắc kinh lên đầu bởi dù trung quốc có cấp đất nước cướp nước của ta nhưng trung quốc vẫn là nhà quân sự đại tài cho đảng có chỗ dựa hy sinh quyền lợi quốc gia để bảo vệ quyền lợi của Đảng luôn là ưu tiên số một của họ. Trước đây, Đảng Cộng sản cho đàn áp công khai các tôn giáo. Sau khi chính quyền vào tay Đảng ở miền Bắc vào năm 1954 và miền Nam vào năm 1975, họ đã cướp đoạt đất thánh, đất thờ, tu viện, chùa triền, vân vân. Đến nay đã có một số khu đất tài sản được trả lại, nhưng số lượng không nhiều. Kể từ khi kết nối với Trung Quốc sau hội nghị thành đô Đảng Cộng sản Việt Nam đã đổi chiến thuật. Họ không còn công khai đàn áp tôn giáo như trước nữa, bởi làm như thế thì sẽ bị quốc tế lên án và cô lập. Đảng đổi chiến thuật sang đàn áp kín, đồng thời tìm cách thao túng tôn giáo, bắt tôn giáo phục vụ cho đảng. Giáo hội Phật giáo phục vụ đảng, chùa kinh doanh mê tín và phục vụ các quan chức vào túi tiền. Sau năm 1975, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bị đàn áp thay vào đó họ lập nên giáo hội phật giáo việt nam đây là tổ chức tôn giáo được đảng cộng sản thừa nhận và đây là một loại cánh tay nối dài của đảng mà thôi rất nhiều ông sư trong giáo hội này có thẻ đảng khiến cho tôn giáo bị méo mó biến tướng thành mê tín dị đoan nặng nề chính vì vậy xảy ra các vụ liên tiếp trong cả nước thông qua giáo hội phật giáo việt nam đảng cộng sản đã đưa ông hồ chí minh vào chùa đứng chung với đức phật họ đưa cái gọi là chủ nghĩa xã hội và trong nhà phật với khẩu hiệu đạo pháp dân tộc xã hội chủ nghĩa còn đối với công giáo việc thao túng là rất khó khăn vì công giáo chỉ có một giáo hội duy nhất ở vatican cho nên họ làm cách khác họ đào tạo người của cộng sản rồi gài vào hàng ngũ tu sĩ của giáo hội công giáo vụ linh mục hồ hữu hòa từng là tội phạm trong vụ án vũ nhôm là một nghi vấn về người của đảng cấy vào hàng ngũ của tu sĩ công giáo ở việt nam thầy phong thủy của vũ nhôm hồ hữu hòa trở thành linh mục là câu hỏi lớn về bàn tay ma quái mà đảng đã dựng nền vụ hồ Hữu hòa chỉ là phần nổi của tảng băng bởi ông hồ hữu hòa từng dính đến án nên dễ bị lộ tuy nhiên còn bao nhiêu người không dính án khác mà đảng đã cài vào giáo hội công giáo thì không thể biết được cho virus của đảng cộng sản ăn vào tấm thân của đạo công giáo là cách mà đảng cộng sản việt nam đã đang và sẽ thực hiện nó khiến cho công giáo cũng phục tùng đảng Và đảng có cớ để khoe với thế giới rằng Việt Nam có tự do tôn giáo Để tôn giáo phát triển đúng với giá trị thật Thì xã hội mới thái bình Còn tôn giáo bị biến tướng Thì xã hội sẽ loạn Bởi nạn mê tín dị đoan tràn lan Khi đó dân tộc như bị nhiễm bệnh Mà mất đi dân khí Chỉ có đảng là được hưởng lợi Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin âm mưu thao túng dưới vỏ bọc tự do tôn giáo, đòn hiểm đảng đánh vào dân tộc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de. Chào các bạn, Chủ tịch Lâm Đồng Trần Văn Hiệp bị bắt lộ mặt đàn quan bẩn bám đường dây làm ăn bẩn. Vào ngày 2 tháng 1, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã bị cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng kinh tế buôn lậu của Bộ Công an bắt tạm giam và khám xét tại nhà. Ông Hiệp đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến các dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh và bị truy tố theo điều số 354 của Bộ Luật Hình Sự vào năm 2015 có sửa đổi bổ sung vào năm 2017. Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã bị bắt giữ. Vụ bắt giữ ông Trần Văn Hiệp là một phần mở rộng của vụ án Nguyễn Cao Trí. Ông Trí là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Gia Định, Đại Ninh. Ông bị bắt vào ngày 15 tháng 1 năm 2023 bởi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 ông Nguyễn Cao Chí bị bắt do mở rộng vụ án Trương Mỹ Lan. Bà Lan là đối tác mua lại dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh với giá 3.000 tỷ đồng và chuyển cho Nguyễn Cao Chí 40 triệu đô la Mỹ. Báo chí cho biết bà Trương Mỹ Lan dùng bất động sản để rửa tiền. Bà thường mua lại các dự án bỏ hoang và cho tu sửa để kinh doanh. Trong đó có An Đông Plaza, Thuận Kiều Plaza và tòa nhà Gòn One Tower có vị trí đắc địa bậc nhất ở trung tâm Sài Gòn, nằm ngay giao lộ Hàm Nghi và Tôn Đức Thắng, quận 1. Công trình này đã bị bỏ hoang tới 13 năm trước khi được bà Trương Mỹ Lan mua và cho sửa sang lại, nhưng đang sửa nửa chừng thì bà Lan bị bắt và công trình này tiếp tục bị bỏ hoang. Hình ảnh ông Trần Văn Hiệp Liên quan đến các dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, vào tháng 3 năm 2023, ông Nguyễn Ngọc Ánh, tránh thanh tra tỉnh Lâm Đồng, đã bị C03 Bộ Công an bắt tạm giam về tội nhận hối lộ. Đến tháng 8 năm 2023, bà Trần Bích Ngọc, vụ trưởng vụ 1 thuộc Văn phòng Chính phủ, cũng bị cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam, điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn liên quan đến nhận hối lộ. Ngoài ra, các thành viên tổ công tác thanh tra chính phủ xác minh lại dự án sau đó có kiến nghị của chủ đầu tư cũng bị khởi tố gồm các ông Lê Quốc Khanh, Phó Cục trưởng Cục 2 Tổ trưởng bà Hoàng Văn Xuân Thanh tra viên chính Cục 2 Tổ phó và Nguyễn Nho Định Thanh tra viên Cục 2. Bà Trương Mỹ Lan dùng ngân hàng SCB để mà chiếm đoạt tiền của người dân trong cả nước lên tới 304.000 tỷ đồng, tương đương với 12,5 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số điều tra được có thể thực tế còn lớn hơn rất nhiều. Với số tiền chiếm dụng cực lớn này bà lan dùng một phần để xây dựng những khu dự án bất động sản hoành tráng tạo vẻ bề ngoài là kinh doanh hợp pháp nhưng thực chất là để che đậy mạng lưới hoạt động tài chính phạm pháp trá hình phía sau vì thế bà chỉ cần công trình hoành tráng mà không cần kinh doanh có lời nên bà mới dám mua lại những ngôi nhà ma mà giới bất động sản không ai dám đụng đến do có vấn đề về phong thủy hay tâm linh không ai hiểu bản chất của chế độ này bằng bà trương mỹ lan Bà là con khủng long trong giới đại gia Việt Nam nhưng vẫn chui lọt lỗ kim là nhờ có đàn quan bẩn rất dễ mua chuộc. Bà mua cả thanh tra để họ lơ cho việc sai phạm của bà. Cứ như thế bà tiếp tục làm ăn mờ ám cũng nhờ có đàn quan bẩn dễ ăn nên suốt 30 năm bà Lan từ một con kiến lớn thành một con khủng long mà chẳng bị ai phát hiện. Đại gia bẩn cộng sinh với quan bẩn. Ở những dự án bất động sản mà bà mua làm vỏ bọc thì bà đã sử dụng chung một công thức cũng dùng tiền để bịt mõm quan chức để những cái sai tiếp tục tồn tại. Cho nên nếu khui đến nơi đến chốn, ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và nhóm thuộc hạ của ông không thể vô can trong đại án Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng dường như đang chống tham nhũng có vùng cấm, nên ông Lê Thanh Hải chẳng hề hấn gì cả. Trương Mỹ Lan có thể dùng tiền bịt mõm quan bẩn mà thực chất chẳng có quan nào sạch cả. Để cho những sai phạm của bà tồn tại, thiếu ông Nguyễn Cao Trí và rất nhiều người khác cũng có thể làm được. Vấn đề là ông Trọng khui tới đâu mà thôi, khui đường dây bẩn tới đâu lộ ra lúc nhúc quan bẩn bám theo tới đó là để liếm lạc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp bị bắt lộ mặt đàn quan bẩn bám đường dây làm ăn bẩn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Hoa Thời báo.de